viêm tại những vị trí này. Và đôi khi ở những bệnh nhân vẩy nến hay là trong những bệnh nhân viêm khớp cuộc sống nói chung thì có thể nó lại là những cái biểu hiện cơ xương khớp duy nhất. Và cái ảnh hưởng của khi mà bệnh nhân có những cái tổn thương viêm điểm bán tạng thì thông thường cũng có những cái số lượng khớp sưng đau nhiều hơn, cái chỉ số hoạt tính bệnh cao hơn và tình trạng đau khớp, đau mệt mỏi, suy giảm chức năng cũng cao hơn so với những bệnh nhân không có cái tổn thương bệnh lý điểm bán tạng. Về lâm sàng thì thông thường cái thăm khám phát hiện tại chỗ sưng đau ấn nắn đau tại chỗ là cũng biểu hiện thường gặp ở những cái trường hợp mà viêm có biểu hiện trên lâm sàng. Tuy nhiên có rất nhiều cái trường hợp mà trên lâm sàng tình trạng đau sưng tại chỗ không rõ rệt nhưng trên chẩn đoán hình ảnh như siêu âm hay là MRI có thể thấy cái tình trạng viêm được gọi là viêm điểm bán tận dưới lâm sàng. Thì việc chẩn đoán nhận diện những cái tổn thương viêm điểm bám gân, điểm bám tận này thì nó phụ thuộc trước tiên vào cái đánh giá trên lâm sàng toàn thể, toàn bộ những cái vị trí xung quanh những cái khớp cũng như xung quanh cột sống, vùng chậu, cả chi trên và chi dưới. Và các công cụ chẩn đoán hình ảnh có vai trò quan trọng trong việc phát hiện cũng như đánh giá cái mức độ và cái mức độ hoạt động của cái tình trạng viêm ở các điểm bán tận, trong đó có siêu âm, có chụp cộng hưởng từ. Tuy nhiên thì chụp cộng hưởng từ nó không phải là cái công cụ tiện lợi, chi phí thì tương đối mắc, cho nên siêu âm cũng vẫn là cái công cụ mà tương đối rẻ tiền sẵn có và rất hữu ích trong cái đánh giá cái tổn thương điểm bám gân. Đây là một số cái hình ảnh mà nó mô tả cái tổn thương các điểm bán tận nói chung cũng như là những bệnh nhân mà viêm khớp vẩy nến nói riêng. Chúng ta có thể thấy những cái tổn thương như là dày, kích thước gân tăng lên rồi giảm cái tín hiệu, giảm cái độ echo của cái gân hoặc là gần tại điểm bám cũng như hay là trước điểm bám. Rồi có thể thấy cái bào mòn hay là tăng sinh xương tại cái vị trí mà viêm điểm bám tận. Và đặc biệt trên siêu âm Doppler năng lượng chúng ta có thể thấy cái tăng cái tình trạng thiếu máu tại cái điểm bám gân bị viêm. Về đánh giá cái mức độ cũng như là đánh giá cái tình trạng hoạt động và đo lường cái mức độ cái tổn thương điểm bám tận thì thông thường có rất nhiều cái chỉ số đã được xây dựng phát triển và mục tiêu đầu tiên là để phục vụ cho các thử nghiệm lâm sàng. Như ở đây nó tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta chọn lựa nhiều cái điểm bám gân hay là ít hay là toàn bộ hoặc là cái vị trí của cái điểm bám gân này mà nó có một số cái chỉ số thường dùng như chỉ số lead, chỉ số spark hay chỉ số mass. Và đây là cái hình ảnh nó mô tả những cái vị trí mà đánh giá những cái tổn thương điểm bám gân. Thì trong đó một trong những chỉ số cũng hay được sử dụng là chỉ số lead thì có đánh giá ở ba vị trí ở gót, ở lồi trong xương đùi hay lồi ở ngoài xương cánh tay. Và cái chỉ số spark cũng là một cái chỉ số được sử dụng đánh giá trong nhiều cái thử nghiệm lâm sàng thì đánh giá khá toàn diện của hầu hết những cái điểm bám gân ở chi trên cũng như là chi dưới cũng như là cái vùng chậu. Cái tổn thương thứ hai trong cái viêm khớp vẩy nến đó là cái bệnh lý cột sống hay là bệnh lý trục. Thì cái tổn thương đôi khi cái bệnh lý trục này còn được gọi là viêm cột sống vẩy nến hoặc là gọi là bệnh lý vẩy nến trục. Nếu mà đơn thuần trên lâm sàng thì có thể không thường gặp khoảng 5%. Tuy nhiên theo thời gian thì cái tỷ lệ này gia tăng có thể lên 25 rồi 70% trong trường hợp viêm khớp vẩy nến kéo dài và 25 đến 70 đây như tôi vừa nói 25 đến 70% bệnh nhân có cái tổn thương viêm khớp vẩy nến kéo dài và như vậy là cái tổn thương trục ở trong viêm khớp vẩy nến cũng là khá thường gặp. Tuy nhiên thì trên lâm sàng thường là cũng dễ bị bỏ sót, cái tình trạng đau lưng có thể dễ bị bỏ qua hay là cái triệu chứng lâm sàng đôi khi cũng mờ nhạt và người bệnh thường là không được đánh giá đầy đủ cho nên cái tần suất xuất hiện đặc biệt ở cái giai đoạn sớm có thể không cao. Thì thông thường có một số yếu tố làm tăng nguy cơ xuất hiện những tổn thương trục trong cái bệnh lý viêm khớp vẩy nến như những người mà có vẩy nến đa năng, có loạn dưỡng móng, có tổn thương nhiều khớp ngoại vi, đã có tổn thương xương trên X-quang hoặc là HLA-B27 dương tính thì có nguy cơ cao bị bệnh lý cột sống. Và khi người bệnh có những tổn thương mà cột sống đơn thuần hoặc là đặc biệt khi kết hợp với những tổn thương khác thì gánh nặng bệnh tật tăng lên. Và người bệnh thường
có chức năng thực thể và chất lượng cuộc sống thấp hơn so với thể chủ yếu có tổn thương ở ngoại vi. Thì về lâm sàng thì cũng giống như trong cái viêm khớp cuộc sống thể trục, thì đau lưng tiểu viêm là một cái biểu hiện đặc trưng và cũng là cái triệu chứng chính. Cái độ đặc hiệu không cao, tại vì cái đau lưng thì do rất nhiều nguyên nhân, xong nó làm cái công cụ sàng lọc rất là quan trọng. Và cũng có nhiều cái tiêu chuẩn chẩn đoán trong cái đánh giá cái đau lưng tiểu viêm áp dụng trên thực hành lâm sàng, trong đó cái tiêu chuẩn ASAS được sử dụng phổ biến căn cứ vào một số cái biểu hiện như bệnh nhân có cái tình trạng đau lưng khởi phát ở tuổi của dưới 40, khởi phát từ từ, cải thiện với tập luyện vận động và không cải thiện khi nghỉ ngơi, và đau về đêm về sáng, đó là những cái dấu hiệu đặc trưng của tình trạng đau lưng tiểu viêm. Nhận diện cái tính chất đau lưng tiểu viêm này góp phần cho cái việc mà phát hiện sớm những cái tổn thương, những bệnh lý mà viêm khớp cuộc sống nói chung, cũng như là cái tổn thương cuộc sống ở bệnh nhân viêm khớp vẩy nến hay là bệnh nhân có bệnh lý vẩy nến. Về cái đánh giá cận lâm sàng thì chẩn đoán hình ảnh có cái vai trò quan trọng đánh giá những tổn thương. Đơn giản nhất và đầu tiên thông thường là X-quang thường quy, và sau đó là những công cụ chẩn đoán hình ảnh nhạy hơn như là MRI và CT, đặc biệt là MRI giúp cho cái việc đánh giá những tổn thương viêm đang hoạt động, đặc biệt là những tổn thương là viêm khớp cùng trọng. Thì trên X-quang tổn thương đặc trưng của cái bệnh lý trục trong viêm khớp vẩy nến thì có một số những cái điểm nó tương đồng với viêm cuộc sống dính khớp, tuy nhiên cũng có những điểm khác biệt. Chẳng hạn như trong viêm cuộc sống dính khớp, chúng ta có thể thấy cái hình ảnh cầu xương thanh mảnh đối xứng, và cái viêm khớp cùng trọng cũng thông thường có tính chất đối xứng. Thì ngược lại trong viêm khớp vẩy nến, cái tổn thương cầu xương thông thường không liên tục, không hoàn toàn, thô to, không đối xứng, và cái tổn thương viêm khớp cùng trọng cũng vậy, thông thường là không có tính chất đối xứng, khác biệt với cái viêm cuộc sống dính khớp. Thì đó là những cái vấn đề về đánh giá chẩn đoán trong cái bệnh lý điểm bám cận và cái tổn thương cuộc sống trong viêm khớp vẩy nến. Tiếp theo thì xin trình bày về cái vấn đề điều trị. Trước tiên đây là cái slide mô tả những cái liệu pháp điều trị nội khoa nói chung cho cái bệnh lý vẩy nến, viêm khớp vẩy nến. Chúng ta cũng biết là đây là cái nhóm bệnh lý mà cuộc sống, cho nên nó có nhiều điểm chung với các bệnh lý viêm khớp cuộc sống trục như viêm cuộc sống dính khớp. Trong đó có cái vai trò đầu tiên của các thuốc kháng viêm không steroid, vai trò của các DMARD cổ điển, đặc biệt là methotrexate. Thì đây là một cái trong những cái thuốc DMARD cổ điển cũng sử dụng khá phổ biến ở bệnh nhân vẩy nến đơn thuần hoặc là cái tổn thương viêm khớp vẩy nến ở các mức độ các thể bệnh khác nhau. Và khác với viêm cuộc sống dính khớp thì methotrexate được sử dụng phổ biến hơn sulfasalazine. Mặc dù vậy thì cái hiệu quả của cái DMARD cổ điển trên cái bệnh lý vẩy nến cũng như là tổn thương viêm khớp vẩy nến thông thường cũng khá là khiêm tốn. Vậy mà cái nhóm mà được coi là hiệu quả nhất và thực sự cũng làm cái cuộc cách mạng trong cái điều trị bệnh vẩy nến da nói chung cũng như là viêm khớp vẩy nến, đó là các liệu pháp điều trị nhắm đến với các thuốc sinh học hoặc những thuốc phân tử nhỏ. Trong đó hai cái nhóm thuốc chính được sử dụng phổ biến cho cái bệnh nhân viêm khớp vẩy nến, đó là cái thuốc ức chế TNF alpha và cái thuốc ức chế interleukin 17. Còn những nhóm thuốc sinh học khác thì chủ yếu có tác dụng nhiều trên cái tổn thương vẩy nến hơn là cái tổn thương ở xương khớp. Và điều trị các bệnh lý điểm bám cận thì cái liệu lựa chọn ban đầu cũng như viêm khớp vẩy nến nói chung, đó là các thuốc kháng viêm không steroid. Các thuốc thuốc DMARD cổ điển như methotrexate thường không có hiệu quả. Ngoài ra trong một số trường hợp có thể sử dụng cái tiêm steroid tại chỗ, tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp viêm khớp vẩy viêm điểm bám cận trong viêm khớp vẩy nến đều tiêm tại chỗ, đặc biệt như với vị trí như viêm gần shin, tức là viêm gần gót ấy, thì thông thường chúng ta hết sức tránh tối đa cái việc mà tiêm steroid tại chỗ. Như vậy sau khi mà bệnh nhân nếu mà kém đáp ứng với cái điều trị thông thường là các thuốc kháng viêm không steroid, thì cái lựa chọn hàng thứ hai là các thuốc sinh học. Và như tôi vừa nói thì hai cái nhóm thuốc chủ yếu vẫn là các thuốc ức chế TNF alpha và interleukin 17. Ngoài ra thì trong một số cái trường hợp cũng có thể xem xét các thuốc ức chế interleukin 12, 23 và một số cái thuốc khác. Xin phép được trình bày một số số liệu về một cái thử nghiệm lâm sàng gọi là Ultimate về cái hiệu quả của thuốc ức chế interleukin 17A secukinumab trong điều trị trên hiệu quả của bệnh lý điểm bám tận trong viêm khớp vẩy nến. Thực ra thì trong viêm khớp vẩy nến hay là viêm khớp cuộc sống thể trục ấy, thì cũng rất ít những nghiên cứu chuyên biệt về
đánh giá về cái tổn thương, cái hiệu quả trên cái bệnh lý điểm bán dẫn hay điểm gọi là bệnh lý cột sống. Thì ở đây xin được trình bày tóm lược cái nghiên cứu Altiomed là đối tượng dân số là nghiên cứu của nghiên cứu này là bệnh nhân viêm khớp vẩy nến hoạt động mà kém đáp ứng với các kỹ mát cổ điển và chưa được điều trị thuốc sinh học và có cái tình trạng viêm các bao gân bao khớp bao màng hoạt dịch khớp và có một cái tổn thương điểm bám tận với cái chỉ số SPAD tối thiểu là từ 1 trở lên. Và bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên bổ đôi với cái tiêu chí đánh giá như đâu những cái thay đổi trên đây là tiêu chí chính là cái chỉ số LOS và cái chỉ số SPAD cũng như là đánh giá thêm về cái OMERACT US and Credit Score. Một trong những cái tiêu chí và những cái đánh giá ban đầu và cái công cụ để theo dõi cái hiệu quả của cái secukinumab đó là cái đánh giá cái tình trạng viêm điểm đóng gân trên siêu âm với những bằng chứng như là cái tình trạng tăng kích thước gân phải giảm cái tín hiệu của gân và tăng cái tưới máu tại cái điểm đóng gân và đây là cái tần suất xuất hiện về các viêm các điểm đóng gân tại các vị trí khác nhau hay gặp như là vùng nồi cầu trong ngoài xương đùi xin lỗi vùng cánh tay xung quanh vùng cổ chân xung quanh khớp gối. Và hiệu quả trên cái cải thiện cái chỉ số SPAD của secukinumab so với placebo chúng ta thấy có cái sự khác biệt rất có ý nghĩa giữa cái secukinumab với hai cái liều khác nhau là 300 hoặc là 150 mg thì có cái sự khác biệt rất rõ trong cái việc cải thiện cái chỉ số SPAD này so với placebo. Và sau cái tuần 12 thì những bệnh nhân placebo được chuyển sang dùng secukinumab thì gần dần dần cũng bắt kịp với theo cái đáp ứng cái hiệu quả giống như bệnh nhân được điều trị secukinumab ngay từ đầu. Và cái tỷ lệ bệnh nhân mà hết cái tình trạng viêm điểm bám gân dựa trên cái chỉ số SPAD chúng ta có thể thấy ở cái nhóm điều trị secukinumab tới gần 50% các trường hợp, trong khi đó chỉ có khoảng gần 30% các trường hợp ở nhóm giả dược. Và khi được điều trị từ giả dược chuyển sang secukinumab thì cái tỷ lệ đáp ứng cũng trên tới 54%. Và một cái thông số khác để đánh giá về cái hiệu quả trên cái bệnh lý điểm bám tận đó là cái và cái đáp ứng của bệnh nhân viêm khớp vẩy nến nói chung đó là chỉ số global OMERACT US anxiety score. Chúng ta có thể thấy có sự khác biệt rất rõ giữa cái hiệu quả của secukinumab so với cái giả dược ở cái mức độ mà cải thiện cái triệu chứng so với ban đầu. Và cái hiệu quả này cũng cho thấy khi mặc dù là chuyển sang secukinumab nhưng mà cái hiệu quả của cái nhóm mà xúc tiến cái secukinumab chậm hơn, tức là ban đầu là placebo, thì nó vẫn thấp hơn, có vẻ thấp hơn so với cái bệnh nhân mà được sử dụng secukinumab ngay từ đầu. Qua cái slide này chúng ta có thể thấy là khi đã có chỉ định điều trị sinh học thì việc điều trị sớm sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn. Về cái điều trị cái bệnh lý sụn hay là cái tổn thương cột sống trong viêm khớp vẩy nến thì cái liệu pháp chính hiện nay cũng giống như trong điều trị viêm cột sống dính khớp, đó là các thuốc kháng viêm không steroid là cái lựa chọn first line và sau đó chỉ định tiếp theo. Nếu không đáp ứng với cái điều trị truyền thống này, chúng ta sử dụng thuốc sinh học với hai nhóm thuốc chính, hai lựa chọn chính là các thuốc ức chế TNF alpha hoặc là interleukin 17. Và như tôi đã đề cập lúc nãy, hiện tại có rất ít cái nghiên cứu về đánh giá trực tiếp cụ thể của hiệu quả của các thuốc sinh học này trên cái biểu hiện trục trong viêm khớp vẩy nến. Ngoài trừ gần đây thì có cái nghiên cứu gọi là Maximize về đánh giá cái hiệu quả của secukinumab ở bệnh nhân viêm khớp vẩy nến trục mà kém đáp ứng với các thuốc kháng viêm không steroid. Xin tóm tắt trình bày cái phần kết quả của cái nghiên cứu thử nghiệm Maximize về cái chỉ số đáp ứng ASAS 20 ở tuần thứ 12. Chúng ta có thể thấy cái sự đáp ứng có sự khác biệt rất có ý nghĩa giữa cái bệnh nhân mà điều trị với secukinumab với so với cái giả dược. Sau đó thì những bệnh nhân từ giả dược được chuyển sang dùng secukinumab thì cái tỷ lệ đáp ứng ASAS 20 hay 40 ở hai nhóm sau khoảng 16 tuần là cũng tương tự nhau và cái hiệu quả này duy trì có xu hướng tăng lên theo cái thời gian điều trị và đạt cái hiệu quả cũng tương đối cao là
trên dưới khoảng trên 80% cái mức độ đáp ứng ASAS 20 hay là cũng xấu gần 70% với cái tiêu chí đáp ứng là ASAS 40. Về cái mức độ đau của cuộc sống trên cái thang điểm PAS, cái chỉ số hoạt tính bệnh PASDAI 50, tức là đáp ứng làm giảm cái chỉ số PASDAI 50% qua tuần thứ 52. Chúng ta có thể thấy ở cái giai đoạn đầu, cái 12 tuần đầu đã có sự khác biệt rất có ý nghĩa giữa cái nhóm mà được điều trị bằng Citrullinemab so với nhóm giả dược. Và sau khi chuyển sang từ giả dược chuyển sang điều trị với Citrullinemab thì cái hiệu quả đạt trong cái cải thiện cái chỉ số đau và PASDAI cũng được tăng lên có ý nghĩa, và tương tự như những bệnh nhân được điều trị Citrullinemab ngay từ đầu. Một cái thông số khác, một cái đánh giá khác đó là trên chẩn đoán hình ảnh, chúng ta có thể thấy cũng thay đổi rất rõ ở những bệnh nhân giả dược cũng như so sánh với bệnh nhân được điều trị với cái thuốc Citrullinemab ở cái tuần thứ 12. Cái sự cải thiện rất rõ về cái chỉ số đánh giá toàn bộ cuộc sống trên cái điểm số và trong trục cộng hưởng từ cũng như ở trên cuộc sống cũng như là cái thuốc cùng chậu có cái sự cải thiện rất rõ rệt, khác biệt rất rõ rệt so với cái nhóm placebo gần như là không có sự thay đổi gì. Tiếp theo xin được tóm lược cái hướng dẫn cập nhật cái hướng dẫn điều trị bệnh viêm khớp vẩy nến với các liệu pháp và dùng thuốc của Liên đoàn chống thuốc thuốc châu Âu ULA. Về cái điều trị viêm khớp vẩy nến thì tiếp cận điều trị của châu Âu thông thường là dựa tổn thương các cơ quan, tức là tùy theo gọi là các clinical domain, là viêm khớp ngoại vi hay viêm ngón hay là viêm một bài thể vài khớp hay thể viêm một bán thận hay thể viêm một ống lợi chính. Nhìn chung với các thể lâm sàng này thì tiếp cận ban đầu cũng vẫn là các thuốc kháng viêm không steroid, có thể steroid tại chỗ nếu thích hợp, và nếu không đáp ứng thì xem xét với các thuốc VMAT cổ điển. Trong cái trường hợp với cái địa lý điểm bám tận hay là cái bệnh lý thể trục thì thông thường khi đã không đáp ứng với các thuốc kháng viêm không steroid, chỉ định tiếp theo sẽ là xúc tiến một cái thuốc điều trị sinh học với cái hai lựa chọn chính là các thuốc ức chế TNF alpha hoặc interleukin 17. Và khi mà không đáp ứng, kém đáp ứng với những liệu pháp ở trên thì chúng ta xem xét đổi sang một cái nhóm thuốc sinh học khác trong số những thuốc này, hoặc là xem xét những cái thuốc phân tử nhỏ. Và với cái thể trục là chính thì thông thường cái lựa chọn sinh học khác hoặc thuốc phân tử nhỏ cũng ít hiệu quả, vì vậy mà chủ yếu là chúng ta gọi là đổi chuyển đổi qua lại giữa các thuốc ức chế TNF alpha và interleukin 17A. Khi mà cái tổn thương bệnh nhân ở bệnh nhân vẩy nến, viêm khớp vẩy nến mà có cái tổn thương vẩy nến da đáng kể thì theo cái khuyến cáo của ULA thì cái hiệu quả của cái thuốc ức chế interleukin 17A cho thấy là gọi là nổi bật hơn so với cái thuốc ức chế TNF alpha, và đấy cũng là một trong cái yếu tố giúp các thầy thuốc lâm sàng cân nhắc khi lựa chọn cái thuốc điều trị sinh học cho người bệnh. Tóm lại, cái tổn thương viêm điểm ám tắc và bệnh lý cuộc sống là những cái tổn thương khá thường gặp bên cạnh cái viêm khớp ngoại vi ở bệnh nhân viêm khớp vẩy nến. Tuy nhiên thì những cái tổn thương này còn ít được quan tâm hoặc dễ bỏ sót, và cũng thực tế còn nhiều khó khăn và hạn chế trong cái chẩn đoán và điều trị. Thì cái thử nghiệm mà một số cái thử nghiệm lâm sàng như Ultimate và Maximize cho thấy cái thuốc ức chế interleukin 17A Citrullinemab có hiệu quả trong việc cải thiện các triệu chứng về cái tình trạng hoạt tính bệnh ở những bệnh nhân mà có cái tổn thương điểm bám tận và bệnh lý trục trong viêm khớp vẩy nến. Xin kết thúc bài trình này ở đây. Xin thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn.